núi thầm sương mù tây vắng, điệu rơi trôi trong sắc trắng hoa vàng, mong vu thu cầm đốt lòng anh như lửa, bước chân em huyền ảo giữa non ngàn, ngọn đèo pha điên ngọt lịm nắng hiên lam, vách đá rừng tranh vênh trong mây trắng, nghe lắm đôi điều khen ai gọi bàn, dịu cơn say nghiêng ngả gió mừng lay. Sông ngậm rộn nụ cười thái lung linh, tay áo em bay tránh choáng đêm hồng cung, điều xe em thăng hoa bay sắc câu hồng, bây giờ mới lên thăm em có trách anh không, chiếc khăn tiêu để gió buôn bay về đâu hỡi người. Trôn sông ngậm rộn nụ cười thái lung liêng, váy áo em bay tránh choáng đêm hồng cung, điều xe em thăng hoa bay sắc câu hồng, bây giờ mới lên thăm em có trách anh không, chiếc khăn tiêu để gió cuốn bay về đâu hỡi người. Nổi tiếng là vùng gạo trắng nước trong với cánh đồng Mường Thanh lớn thứ nhất ở vùng Tây Bắc, Nhất Thanh, Nhì Lò, Tam Thanh, Tứ Tất, mà còn là nơi cư ngụ đông đúc và lâu đời của người Thái đen, Thái trắng với nhiều nét văn hóa độc đáo. Bên cạnh hệ thống ngôn ngữ trực tiếp, người Thái còn có nhiều lễ hội dân gian, nhiều loại nhạc cụ, nhiều điệu dân ca dân vũ, trong đó phải kể đến điệu múa xòe, đặc biệt là múa xòe truyền thống. Chẳng ai biết múa xòe của dân tộc Thái xuất hiện từ bao giờ. Chỉ biết rằng từ nhiều đời nay, những giá trị văn hóa đặc trưng của điệu xòe vẫn luôn được những người con gái Thái gìn giữ qua nhiều thế hệ. Vẻ đẹp điệu xòe qua những bàn tay thon mềm duyên dáng, quyến rũ và gợi cả bởi những chiếc áo gót truyền thống hay chiếc khăn thổ cẩm trên ngực buông lơi. Xòe Thái đã trở thành bức tranh về sắc màu mang tính đại diện văn hóa. Với giá trị và ý nghĩa đó, nghệ thuật xòe Thái đã vinh dự được đưa vào danh mục di sản văn hóa vật thể quốc gia và đang được lập hồ sơ trình UNESCO đề nghị đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Qua đó giúp cộng đồng người Thái thêm phần tự hào và nâng cao trách nhiệm gìn giữ di sản của dân tộc mình. Quý vị và các bạn đang thưởng thức 6 điệu xòe truyền thống với các tên gọi khắm khen tức nắm tay nhau, đổi hôn bước tiến lùi, phá xí tức bố bốn, nhung khăn tức tung khăn, khấm khăn mời lầu tức nâng khăn mời rượu, và ỏm lòm góp như tích vỗ tay đi vòng tròn. 6. Điệu xòe truyền thống được sắp xếp theo tuần tự mang ý nghĩa nhân văn và giáo lý đời sống của đồng bào Thái, thể hiện tâm tư tình cảm của đồng bào khi đón khách trong không gian giao lưu văn hóa cộng đồng. Khi chúng ta xòe, ai cũng đều nắm tay nhau và truyền hơi ấm tình cảm mến khách chân thành. Qua cảm xúc bàn tay, điều ấy như giúp mọi người gắn bó với nhau, cùng đoàn kết, đồng lòng. Trong tất cả các lễ hội, các cuộc vui của đồng bào dân tộc Thái, điệu xòe không bao giờ thiếu. Xòe tạo nên sự gắn bó, mối liên kết và hòa nhập tốt đẹp giữa đồng bào và những du khách đến với địa phương. Với ý nghĩa điệu xòe, không xòe không vui, không xòe cây lúa không trổ bông, không xòe cây ngô không ra bắp, không xòe trái lúa.
tổ chức chương trình xin được trân trọng kính mời các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể quý vị và các bạn chúng ta cùng nắm chặt tay nhau mở rộng vòng xòe. Ban tổ chức đề nghị bố lực lượng vũ trang thu dọn khu vực bàn ghế để đại biểu chúng ta có thể